Dames en heren, wij hebben jaarlijks bij het nieuwjaar verering van de voorouders. Ik wil daar wat over zeggen. Het is eigenlijk de verering van de allereerste koning van Vietnam, die Vietnam eigenlijk op de kaart heeft gezet. Nu begint de verering. Nghi thức tế độ bắt đầu. Ôi ê chề, nhục nhã, thảm bại, chả
trường. Cục diện nay đã đổi thay, lũ cầm nô vẫn tai mưng mắt bịt, lòng người bất khuất, cả toàn dân trong ngoài sôi sục hờn căm, đồng tâm đứng dậy, quyết chí lên đường. Trong ngoài liên kết, Nam Bắc hỗ tương, vai trên vai quyết đập tan chính sách thống trị độc tài độc đảng, cánh sát cánh quyết xây dựng tổ quốc mến yêu, tự chủ tự cường, để trẻ già vui đời hạnh phúc, cho non nước sạch tách tai ương, vinh nhân quốc tổ hiền đức hùng vương. Khai. Bài. Bài.